Thưa quý vị, chiều 19 tháng 4 năm 2023, tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp, báo chí đặt câu hỏi về vấn đề quốc tịch của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế hay Công ty AIC. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch Quốc tịch Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cục này chưa nhận được bất kỳ thông tin nào do địa phương chuyển lên liên quan đến vấn đề quốc tịch của bà Nhàn. Tháng 4 năm 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, do bà này đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Giai đoạn ban hành kết luận điều tra và cáo trạng, cả Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đều ra thông báo kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng những người khác ra đầu thú nhưng không có kết quả. Tháng 1 năm 2023, dù vắng mặt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vẫn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 30 năm tù về hai tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Theo cáo buộc, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo cấp dưới tại công ty dùng nhiều thủ đoạn gian lận để trúng 16 gói thầu, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn cùng nhân viên nhiều lần đưa hối lộ tổng cộng 43,8 tỷ đồng cho các bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai và Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngoài vụ án tại Đồng Nai, hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn đang bị khởi tố, điều tra trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan cùng các tin tức mới nhất tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.